Today's A Journey Through Aesthetic Creams will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, qua phần trình bày và Vũ Minh Hòa của hội viên chúng tôi từ Âu Lạc, Việt Nam. Đây là một bài hát ca ngợi non sông Âu Lạc xinh tươi, trù phú, người dân Âu Lạc hiền hòa, hiếu khách,
nguồn sinh lực dạt dào cùng chung một lòng tạo dựng quê hương. Âu Lạc, một đất nước xinh đẹp, tọa lạc ở vùng Đông Nam châu Á, với khí hậu cần nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi với rau xanh, quả ngọt, thơm ngon trong suốt bốn mùa. Tùy theo điều kiện khí hậu và sở thích ẩm thực của từng vùng, người dân địa phương đã khéo léo sáng tạo nhiều món ăn đậm đà hương vị. Trong chương trình ẩm thực truyền thống Âu Lạc, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các món đặc sản của một xứ sở nổi tiếng vì nhiêu tươi tốt. Thật vậy, trong một buổi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đặc biệt ngợi ca tài nguyên phong phú của Âu Lạc. Nước Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết. Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến. 4.000 năm, mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn, trái cây nhiều, thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, lúa Việt Nam, gạo tám thơm, nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc yêu chuộng hòa bình. Mứt là một loại thực phẩm được làm từ các loại trái cây và một số loại củ nấu với đường đến độ khô thích hợp. Các loại trái cây và củ được dùng để làm mứt rất phong phú. Mỗi loại mứt mang một màu sắc và hương vị đặc trưng tùy theo nguyên liệu sử dụng. Đất nước Âu Lạc được trời ban hoa trái quanh năm nên người dân có thể chế biến thành rất nhiều loại mứt. Nè, từ bữa Hoàng tử thành hôn đến giờ, mình ăn được mấy lượng mứt rồi ha? Để xem, mứt gừng nè, mứt bí nè, mứt dừa nè, mứt quất nè, mứt chùm ruột nè, mứt... Ô thôi nhiều quá, đếm không có xuể đâu. Mà mứt nào cũng ngon thiệt. Mỗi lần ăn mứt á, là anh lại nhớ tới cái hôm mà Hoàng tử giả dạng thường dân đi du ngoạn hả? Gió đâu thình lình, kỳ thật. Ủa, Hoàng tử đâu rồi? Không lẽ bị gió cuốn đi mất hả? Tam, Tư. Công tử kiếm ai vậy? Ồ, hay quá, cô chỉ giùm tôi đường ra khỏi khu rừng này đi. Dạ được. Trời nắng quá, mình nghỉ chân ở đây một chút nhé. À, cho tôi hỏi cô, làm sao cô có thể sinh sống nơi hoang dã như thế này? Dạ, tôi làm mứt, lâu lâu đem ra chợ bán đổi lấy gạo. Mứt là món gì vậy? Đây là mứt dứa, làm từ trái dứa. Đạt tiêu chuẩn hoàng gia đó. Công tử nói sao? Ý tôi nói, mứt này ngon lắm. Dường như bất kỳ loại trái cây gì, người Âu Lạc đều có thể làm thành mứt được. Chẳng hạn như mứt dứa, mứt dâu tây, mứt chùm ruột, mứt tắc,
mứt mít, mứt xí mùi, mứt đào, mứt đu đủ. Các loại củ cũng có thể dùng làm mứt như mứt khoai lang, mứt củ năng, mứt gừng. Trong các loại hạt có mứt đầu trắng, mứt hạt sen, vân vân. Bột rong sụng mọc từ biển cũng làm được mứt như mứt rau câu. Chắc phải đi tiếp, kẻo trời tối. Lạ thật, món ngon như vậy mà trước giờ tôi chưa nghe nói. Tôi học được món mứt này cũng rất tình cờ. Thưa cụ, cụ có sao không? À, cụ ăn miếng bánh này cho đỡ dạ nhé. Nhà cụ gần đây không? Để con đưa cụ về. Hả? Cụ... Ta là một nữ thần cai quản vùng này. Ta chỉ thử lòng con, để xem con có xứng đáng được hưởng những gì mà ta sắp ban tặng cho con. Con theo ta. Ta sẽ chỉ cho con làm một món ăn rất là ngon, đó là mứt dứa. Chắc chắn con sẽ thích. Để làm món mứt dứa, chúng ta cần một trái dứa và 150g đường thuần chay. Trước tiên, chúng ta hãy gọt sạch vỏ dứa. Sau đó, cắt bỏ các mắt dứa. Dứa, con nên cắt lát vừa ăn như thế này. Con hãy giúp ta lấy cùi dứa ra nhé. Dạ. Con vắt bỏ bến nước dứa. Sau đó, con hãy cho đường vào trộn, ướp khoảng 3 tiếng. Cho đường thấm đều vào dứa. Bây giờ, con hãy cho dứa vào chảo. Và sên với lửa riu riu. Thỉnh thoảng con nhớ vớt bỏ bọt, cho nước được trong hơn. Cho đến khi nào đường kéo chỉ thì vớt ra để ráo. Rồi đem ra nắng phơi cho khô mặt. Bây giờ con ra lấy mứt vào đi. Dạ. Con có thể cho mứt vào lọ để dành. Con ăn thử đi. Ngon quá. Con có thể làm mứt với nhiều loại trái cây hoa quả khác hoặc những gì con thích. Ta chúc con vui vẻ. À, mứt dứa. Thank you.
là một thức ăn thơm ngon, tinh khiết. Thêm vào đó, Trang Sức Khỏe và Đời Sống của Bộ Y tế Việt Nam cho biết nhiều loại mứt còn có công dụng tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn, mứt hạt sen vừa bổ dưỡng, vừa có tác dụng an thần. Mứt cà chua chứa nhiều sinh tố A và C dùng cho người suy dinh dưỡng, giúp giải nhiệt, giải khát. Mứt tắc làm nước giải khát, chữa ho, trợ tiêu hóa. Mứt dừa giúp nhuận tràng. Mứt khoai lang giải độc, trị mụn nhọt. Mứt me chống buồn nôn, giải khát. Mứt gừng giải độc, chống nôn mửa, kích thích tiêu hóa, trị đau bụng, ho và làm ấm cơ thể trong những ngày giá rét. Tới đây, công tử cứ đi mãi, theo con đường này là sẽ ra khỏi rừng. Cảm ơn cô. À, tôi còn chút bức bí và mãng cầu, công tử cầm lấy, vì đường còn xa. Mứt bí giòn có vị ngọt và mát, là loại mứt được dùng nhiều trong các thứ bánh như bánh trung thu, bánh dẻo. Một loại mứt khác cũng rất phổ biến là mứt mãng cầu, có vị vừa chua vừa ngọt. Cách chế biến mứt mãng cầu khá giản dị, được chia sẻ với chúng ta sau đây. Nguyên liệu làm mứt mãng cầu: cần một trái mãng cầu dai, 3 lạng đường cát trắng thuần chay. Mãng cầu dai lựa trái chín, tách bỏ vỏ. Xả nước một lần cho bớt chất chua. Vắt ráo, cho đường vào, ngâm chừng 1 giờ. Sau đó, xên với lửa riu riu, đảo đều tay. Khi nước đường và mứt có độ dẻo rít tay thì nhắc xuống để nguội. Gấp mứt ra từng miếng. Đem phơi chừng 3 nắng cho mứt khô và trong. Kính chào hoàng tử. Đây là mứt mãng cầu, mời hoàng tử thưởng thức. Tam, Tứ. Dạ. Các ngươi có tin tức gì của cô gái bán mứt không? Phải chi hồi đó hoàng tử hỏi tên, hỏi nhà giùm thì đỡ khổ biết mấy. Giờ bảo kiếm cô nào mặt mày phúc hậu thì thiếu nữ cả cái kinh thành này đều chạy ra mà nhận mình là phúc hậu hết á. Mứt là chuyện nhỏ, người làm mứt mới là quan trọng. Người sao mà thông minh quá à.
Có thể nói Đà Lạt là kinh đô của mứt Âu Lạc. Ngoài các loại mứt phổ biến mà chúng ta vừa được giới thiệu, có khoảng 30 loại mứt đặc biệt chỉ Đà Lạt mới có. Đó là biến tấu của các loại mứt làm từ trái dâu tây, trái mận, trái hồng, củ khoai lang cũng được chế biến thành mứt dưới nhiều hình thức và hương vị như khoai lang dẻo, khoai lang giòn, khoai lang gừng. Cả những nông sản như đậu, cà rốt, khoai tây, bí cũng được làm thành mứt. Quỳnh Tử xem có phải món này không? Đúng là mứt rồi, người bán mứt còn đó không? Dạ, cô ấy bảo phải về vì đã trưa. Cô ơi, khoan về, Hoàng Tử muốn gặp cô. Dân nữ kính chào Hoàng Tử. Tôi quên công thức làm mứt, cô chỉ lại dùm nhé. Dạ. Tùy tính chất của từng loại nguyên liệu và quy cách chế biến, mỗi loại mứt có hương vị và màu sắc riêng. Đặc biệt, mứt vô cùng tiện dụng. Mứt để ăn điểm tâm, mứt theo gia đình trong các cuộc dã ngoại, mứt làm kẹo lành mạnh cho trẻ em. Mứt lịch sự đãi khách, mứt làm quà tặng bình dị mà bổ dưỡng, mứt tô điểm cho lối sống thuần chay tự ái. Mứt không thể thiếu trong đời sống người dân Âu Lạc là vậy. Xin cảm tạ quý khán giả đã theo dõi chương trình giới thiệu món mứt Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thường Sư các chương trình đặc sản truyền thống khác của Âu Lạc trong tương lai. Tiếp theo đây là Trường Chay, lối sống cao thượng, sau tin đáng chú ý. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching our program today on Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living. After Noteworthy News, farewell. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.